Kính chào quý vị, tôi là Lạc Hà. Mời quý vị theo dõi chương trình Tiếng Nói Học Đường của Đài Sài Gòn Television. Cùng một thời gian khá lâu tôi vắng bóng trên truyền hình, cũng có một vài điều rất là quan trọng chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong một chương trình sau. Hôm nay, bởi vì thời gian cũng cấp bách, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, nhất là các quý vị phụ huynh học sinh, một chương trình mà hàng năm chúng tôi vẫn làm việc với chương trình đó. Đó là chương trình The Good Fellow Fund. Nói một cách tóm tắt, đây là một cái chương trình xin quà Noel cho các em học sinh tuổi từ 4 tuổi, tất nhiên là lớp mẫu giáo nhỏ, cho đến 15 tuổi là khoảng lớp 7, lớp 8 chẳng hạn. Thì trong đó họ có giới hạn cái số tuổi. Hàng năm, từ năm 1992, giống như tôi vẫn thường chia sẻ với quý vị, cho đến năm ngoái là 2015, chúng tôi vẫn giúp quý vị thâu nhận đơn. Trước khi chúng tôi phát đơn bằng tờ giấy, đơn bằng paper application, xong rồi quý vị điền vào, rồi chúng tôi mới chia sẻ với quý vị hay là thông báo cho quý vị biết những cái giấy tờ cần thiết mà quý vị cần nạp cho chúng tôi. Thì sau đó chúng tôi sẽ làm việc thẳng với cái chương trình mà họ cho quà cho các em, và quý vị không cần phải làm gì khác cả, cho đến cái ngày nào đó chúng tôi mời quý vị trở lại để nhận cái gift card, mỗi cái như vậy 50 đồng cho mỗi em hồi đủ điều kiện. Năm nay đặc biệt, nó có hai cái sự kiện xảy ra, nó cùng một lúc mà không có một cái sự gọi là báo trước. Thì là, đó là cái chuyện thứ nhất, chương trình Good Fellow Fund, họ không nhận paper application nữa. Tất cả mọi chuyện đều phải online, có nghĩa là chúng ta phải nộp đơn trên Internet. Chúng tôi biết cái điều này cũng có thể là có một vài trở ngại cho quý vị phụ huynh học sinh. Những cái phụ huynh mà thường ngày, các năm trước, thường kêu gọi chúng tôi trên điện thoại, rồi hẹn gặp chúng tôi tại văn phòng và đến để điền đơn, nạp đơn và nhận quà. Nhưng mà cái điều đó bây giờ nó không xảy ra nữa, và chúng quý vị phải làm bằng online. Cái sự kiện thứ hai là chúng tôi kể từ hôm nay, kể từ mùng 6 tháng 8 năm 2016, chúng tôi không làm việc, chúng tôi ngưng làm việc với Nhà học chánh Phổ Quốc. Hồi xưa, từ 2010 cho đến 2015, chúng tôi trở lại làm việc với tư cách là bán thời gian. Trở lại như vậy, thật ra thì nó cũng, đối với chúng tôi, là một việc chúng tôi rất thích và chúng tôi muốn có mặt ở đó để giúp đỡ cho quý vị phụ huynh học sinh trong tất cả mọi phương diện. Nhưng mà cũng đã đến lúc chúng tôi nghĩ là cũng nên nghỉ ngơi. Do đó mà cái niên học vừa qua chúng tôi dứt khoát và chúng tôi xin nghỉ hưu toàn vẹn, không có trở lại nữa. Nhưng mà cái chương trình Good Fellow Fund này chúng tôi vẫn tiếp tục như là một người đứng ở ngoài Nhà học chánh Phổ Quốc, nhưng mà vẫn có cái sự liên hệ với cái cơ quan họ cho quà, cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục. Thì Good Fellow Fund bây giờ xin nhắc lại là sẽ bằng online, bằng computer, chứ không có cái paper application. Cái chuyện này hồi nãy tôi mới nói là có vẻ khó khăn cho một số phụ huynh học sinh, nhưng mà tôi nghĩ rằng đã đến lúc quý vị cần phải làm việc, quý vị phải tự động làm cái việc đó. Và không phải là nói quý vị tự làm đâu, trong nhà có con em đi học, tất cả các em mà bắt đầu qua cái lớp 6, lớp 7, các em rất là rành về vấn đề computer, sử dụng computer và tìm những cái chương trình này. Thì chương trình này nó không có gì khó khăn cả. Tuy là online, nó không có gì khó khăn cả. Chỉ có một điều mà quý vị phải làm, bắt buộc quý vị phải làm. Đó là sau khi quý vị nạp đơn đi, chúng tôi sẽ nói rõ chi tiết về vấn đề nạp đơn. Thì khi quý vị nạp đơn online, nghĩa là click một cái submit trên cái Internet, thì đơn quý vị đã được chuyển tới cho cái cơ quan mà cứu xét về cái đơn này. Sau đó, nếu đơn hồi đủ điều kiện, thì quý vị sẽ nhận một cái thư qua đường bưu điện. Trong đó, họ thông báo cho quý vị biết cái location, tất nhiên là cái địa điểm, cái day là cái ngày, và date là ngày mấy. Tôi nói ví dụ thứ ba, ngày mùng ba, ví dụ như vậy. Thứ ba là day, mà ngày mùng ba là date. Và cái giờ để quý vị đến
mà được interview, được phỏng vấn. Hồi xưa là chúng tôi phỏng vấn cho quý vị. Quý vị không cần, quý vị không biết những người ở cái văn phòng đó là ai cả. Quý vị chỉ biết một mình tôi. Rồi quý vị tới, quý vị lui và mọi chuyện từ tay tôi đi ra. Đã đến lúc tôi nghĩ rằng quý vị cũng cần tham gia vào những cái sinh hoạt này để mình có thể, bởi vì còn rất nhiều chương trình mà không phải khi nào cũng có người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cho quý vị. Quý vị phải tự làm lấy để mà mình làm gương cho các con. Nếu quý vị không thể làm được, quý vị bị trở ngại hay là bị giới hạn về vấn đề ánh văn, thì quý vị nhờ con cái. Một cái ví dụ rất cụ thể là có gia đình đó cũng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đưa cái website cho cả em đó. Và chúng tôi nói rằng bây giờ con vào website này, con làm như vậy, như vậy, như vậy, thì đơn của em con sẽ được bên kia, cái phía mà người ta nhận đơn, họ sẽ nhận bằng cách là con chị đi qua Internet. Thì em đó vào Internet, rồi 5 phút sau gọi lại, cô ơi cô, con vào Internet, con làm đúng y chang như cô, mà sao không được? Thì tôi sẽ, sau đó tôi phải lên lại một lần nữa vào Internet để tôi make sure, để tôi biết chắc là những cái chi tiết, những cái information mà tôi cho cả em đó nó không bị sai. Thì sau khi tôi vô lại một lần nữa thì tôi vẫn vô được, tôi vẫn vào được cái website đó. Thì tôi mới gọi lại cho em. Thì lúc đó tôi hướng dẫn em trên điện thoại. Tôi bảo bây giờ con bấm những cái này thì nó sẽ ra như thế nào. Thì cuối cùng em đó vào được. Cho nên khi mà quý vị vào cái website mà chúng tôi cho quý vị, nếu nó không đúng thì cũng có thể là mình viết thiếu một chữ nào đó, hay là trên cái website của mình, trên cái internet của mình lúc đó đang có chữ gọi là chữ capital, chữ hoa, mà ở đây là họ viết chữ thường chẳng hạn. Cho nên những cái chi tiết đó nó có thể làm cản trở không cho quý vị vào đúng cái website mà chúng tôi cho quý vị. Cho nên khi quý vị nạp đơn trên online nó rất là dễ. Nếu như bây giờ, hôm nay là chúng ta mới là mùng 2 tháng 11, mà cái đơn này nó sẽ đến cuối tháng 11, nó lại là hết hạn. Quý vị có nguyên một tháng, mà đơn này thì chỉ có 5 phút thôi. Quý vị làm thử, quý vị ngồi bên cạnh con em, và lát nữa khi mà cái phần thứ hai chúng tôi sẽ vào chi tiết quý vị phải làm như thế nào, thì quý vị chỉ cần theo đúng những lời mà chúng tôi chỉ dẫn. Và khi mà quý vị đã mở được cái website ở trên Internet thì mọi sự chỉ dẫn nó nằm ở trong đó cả. Nếu quý vị không đọc được tiếng Anh, quý vị có con ngồi bên cạnh, nhờ một đứa con học lớp cao nhất trong nhà, ví dụ lớp 7, lớp 8, lớp 9, kém bây giờ nó rành lắm, chứ không phải là phụ huynh nhiều khi có. Nhiều khi đôi lúc phụ huynh underestimate, coi rằng là underestimate có nghĩa là cứ nghĩ rằng con mình còn nhỏ dại, cứ nghĩ rằng con mình không làm được những việc đó. Nhưng mà thật ra, cả em nó rất rành. Và quý vị cũng nên đặt để con em vào một cái trường hợp cho nó có cái trách nhiệm đối với gia đình. Ví dụ như mẹ hay là cha không có nói được tiếng Anh, thì bây giờ con phải là người giúp đỡ cho cha mẹ. Sau khi quý vị gửi cái đơn đi cho các em tuổi từ 4 tuổi cho đến 15 tuổi, còn những các em mình lớn hơn đó, lớn hơn cái tuổi đó, thì các em sẽ không được cứu xét. Gửi đơn đi rồi, người ta sẽ cho mình một cái thư, tôi vừa mới nói xong, trong đó nói rất rõ ngày, tháng, năm và cái địa điểm để quý vị đến được interview, được phỏng vấn. Và trong cái đơn đó cũng nói rất rõ là quý vị sẽ phải mang những loại giấy tờ gì đem đến cho họ, và quý vị chỉ cần trải ra trước mặt họ thôi, không cần phải nói gì cả. Khi quý vị cầm cái thư mà người ta gửi tới cho quý vị, cộng với những giấy tờ quý vị mang theo mà người ta có dặn trước trong thư đó, họ sẽ biết quý vị đến để làm việc gì. Thì họ cứ kiểm soát những cái giấy tờ mà họ trao cho quý vị, mà quý vị mang tới, xong rồi họ sẽ nói rất dễ dàng, yes or no, là bởi vì khi quý vị tới đó, tất nhiên đơn quý vị đã được chấp nhận rồi đó. Chỉ sợ rằng họ đòi hỏi quý vị 5-6 thứ giấy tờ mà quý vị quên đi 1-2 thứ, thì trong trường hợp đó quý vị phải trở về để lấy những cái giấy tờ đó và mang trở lại cho họ. Và sau khi quý vị tới, tất cả giấy tờ đã để trên bàn, quý vị ngồi trực mặt cái người interview, cho dù họ không nói đường từ Việt Nam, họ nói tiếng Anh đi nữa, quý vị cũng không lo, là vì đơn đã xong tất cả rồi. Và sau khi họ kiểm soát 4-5 loại giấy tờ mà họ đòi hỏi quý vị, thì quý vị hồi đủ điều kiện, người ta sẽ cho quý vị cái thẻ 50 đồng cho con em mình, không cần phải nói gì cả. Cho nên lâu nay tôi vẫn thấy rằng là chúng tôi hơi có vẻ chúng tôi làm hư cho quý vị, chúng tôi tạo rất nhiều sự dễ dàng cho quý vị. Quý vị không cần gặp ai mà gặp chúng tôi, đưa đơn, nạp đơn rồi đến lấy quà. Cái việc đó
Tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã ở Mỹ 47 năm, quý vị cũng nên tự bước ra và tự bước một mình. Và tôi nói lại một lần nữa là nếu như mà quý vị hơi bị trở ngại trong vấn đề ăn vặt thì các con lớn trong nhà, tôi nghĩ là nhà nào cũng có những con lớn, mà nếu không có con lớn thì người nhà, cái việc mà nạp đơn này chỉ 5 phút thôi. Thì trong cái phần thứ hai của chương trình này, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết làm thế nào để nạp đơn Goodfellow Fund online. Bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây cho một vài thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại. Xin quý vị đừng rời màn hình. Cảm ơn quý vị.